Mình sẽ chỉ cho các bạn mới tập cao quái rô cách tóm dưới cao quái rô đồng nha các bạn. Mình sợ quá, thêm một vòng nữa nha các bạn. Này, mình để lại cái vòng tròn nha các bạn. Các bạn nhìn nhá. Mình đút qua hai lỗ này các bạn. Đút qua hai cái lỗ này luôn ha. Bây giờ kéo ha. Xong. Mình đảm bảo nó vô cùng chắc chắn các bạn. Bây giờ mình bấm gọng đi thôi.